Chào mừng quý vị và các bạn đến với bài tỉnh nguyện phiên bản ghi âm được thực hiện bởi một vụ lời sống hàng ngày. Bài suy gẫm hôm nay của chúng ta có tựa đề Chăm sóc thế giới của Chúa, dựa trên phân đoạn Kinh Thánh nền tảng được chép trong Sáng Thế Ký chương 1 từ câu 26 đến câu 27, chương 2 câu 15. Đức Chúa Trời phán: Chúng ta hãy tạo nên loài người theo hình ảnh chúng ta và giống như chúng ta, để quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài gia súc và khắp cả đất, cùng mọi loài bò sát trên mặt đất. Đức Chúa Trời sáng tạo loài người theo hình ảnh Ngài. Ngài sáng tạo loài người theo hình ảnh Đức Chúa Trời. Ngài sáng tạo người nam và người nữ. Jehovah Đức Chúa Trời đem con người vào trong vườn Eden để canh tác và gìn giữ vườn. Và câu Kinh Thánh hôm nay chúng ta cần ghi nhớ được chép trong Sáng Thế Ký chương 2 câu 15. Jehovah Đức Chúa Trời đem con người vào trong vườn Eden để canh tác và gìn giữ vườn. Bố ơi, sao bố phải đi làm thế? Câu hỏi của con gái bé bỏng xuất phát bởi mong muốn được chơi với tôi. Tôi thích bỏ qua công việc và dành thời gian với con hơn, nhưng ngày càng có nhiều việc đòi hỏi tôi phải làm. Tuy nhiên, đây là câu hỏi hay. Tại sao chúng ta phải làm việc? Có phải chỉ đơn giản là để chu cấp cho bản thân và những người thân yêu? Thế còn những công việc không được trả lương thì tại sao chúng ta phải làm? Trong Sáng Thế Ký chương 2, cho biết Chúa đặt con người đầu tiên vào trong vườn để canh tác và gìn giữ vườn. Ba vợ tôi là nông dân. Ông thường nói rằng ông làm nông hoàn toàn vì tình yêu với đất đai và bầy gia súc. Điều đó thật tuyệt, nhưng nó để lại thắc mắc cho những ai không yêu thích công việc của mình. Tại sao Chúa lại đặt chúng ta vào một nơi cụ thể với một nhiệm vụ cụ thể? Sáng Thế Ký chương 1 cho chúng ta câu trả lời. Chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh của Chúa để quản trị thế giới mà Ngài tạo ra. Những câu chuyện ngoài giáo về cách thế giới bắt đầu cho biết về các vị thần biến con người thành nô lệ của họ. Sáng Thế Ký tuyên bố rằng Đức Chúa Trời chân thật duy nhất đã dựng nên con người để đại diện cho Ngài. Thay Ngài quản trị muôn vật Ngài dựng nên, nguyện chúng ta sẽ phản ánh trật tự khôn ngoan và yêu thương của Ngài trong thế gian. Chúng ta được kêu gọi để chăm sóc thế giới của Chúa và vinh quang của Ngài. Chúa giao cho bạn công việc gì? Bạn sẽ vun dưỡng cánh đồng này bằng cách làm cho nó có trật tự và mang lại điều tốt đẹp nhờ ân điển của Ngài như thế nào? Chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài vì được dự phần trong công việc của Ngài trên đất. Xin giúp chúng con phản ánh tình yêu, sự khôn ngoan và trật tự của Ngài trong đời sống và nơi làm việc. Amen. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe phiên bản ghi âm bài tỉnh nguyện hôm nay. Chương trình được thực hiện bởi một vụ lời sống hàng ngày.